nhà ra đây làm gì con? Đi đâu ấy? Ra đây rồi ngã rồi đinh điếc ấy, đi vào nhà đi. Bạn lại cứ bị rốt mãi xem tivi nó cũng chán không? Không, người ta ngoài đình chơi, bọn nó đang chơi ngoài đình ấy. Cái đấy là chú bẻ bên kia, chú lấy cái ván kia, chú đâm thẳng lên bên kia hơn, đỡ cập cành. Đấy, ông nhỏ đang băm khóa cho bò đấy. Có mỗi con, có mỗi con thôi nhưng mà băm khóa suốt ngày. Bằng người ta chăn là mấy con. Có lúc nào cũng đấy ngập cửa chuồng xong lại, ôi xong lại vứt đi. Ông cứ đi cắt được rất nhiều. Khó quá, không có việc gì làm nữa đấy.